Để được cấp visa vào Mỹ chưa bao giờ là một điều đơn giản, thậm chí là còn có nhiều lời đồn đoán xung quanh việc làm thủ tục đến cường quốc kinh tế số 1 thế giới này. Mới đây một học sinh lớp 11 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ. Tuy nhiên thì có một thông tin đáng buồn, đó là học sinh này đã bị đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa. Nam sinh bị đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa là Phạm Huy, học sinh trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Huy là chủ nhân của sản phẩm sáng tạo cánh tay robot giá rẻ. Sau khi giành giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia khu vực phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây, Huy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự cuộc thi do Intel tổ chức tại Mỹ vào giữa tháng 5 năm 2017. Huy đã tham gia phỏng vấn tại đại sứ quán Mỹ để xin visa đi thi. Bản thân em và gia đình cũng không hiểu lý do vì sao mà mình lại bị từ chối. Hiện tại trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị nơi em Phạm Huy đang theo học thì đã có đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ ngoại giao can thiệp để học sinh của mình được đi thi. Tuy nhiên thời gian đã quá gấp và khả năng Huy kịp đi Mỹ dự thi là rất thấp. Và nếu sau thời điểm 12 tháng 5 được cấp visa thì Huy cũng không kịp đi thi nữa. Vâng và theo lời kể của chính em Huy thì người phỏng vấn đã hỏi em về những thông tin cơ bản của gia đình như là nghề nghiệp của cha mẹ này, quê quán này và em đều trả lời rất là rõ ràng nhưng mà không hiểu sao cuối cùng thì họ lại từ chối việc cấp visa. Bố mẹ của Huy thì cũng chỉ là những người rất là bình thường. Mẹ Huy thì đang bán áo quần tại chợ của thị xã Quảng Trị còn bố em thì làm nghề sửa chữa xe máy ở quê. Thực ra bản thân Phan Anh thì cũng đã nhiều lần xin visa Mỹ và đây đối với Phan Anh không phải là một thông tin quá bất ngờ bởi vì việc lấy visa mỹ chưa bao giờ được coi là dễ dàng và ngay cả những người từng được cấp visa đi mỹ thì cũng có thể bị trượt trong lần phỏng vấn tiếp theo việc đồng ý hay từ chối phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người phỏng vấn và chưa bao giờ phía mỹ giải thích vì sao hay là vì lý do gì đó mà một người bị từ chối cấp visa. À, theo kinh nghiệm của những người mà đã từng đi phỏng vấn để xin visa của Mỹ, à, trong một buổi sáng thì phòng lãnh sự phỏng vấn hàng trăm trường hợp. À, các nhân viên làm việc ở đây thì không thể nào dành quá nhiều thời gian của họ à, để hỏi cặn kẽ từng người được. Hồ sơ thì được xem qua trong khoảng thời gian rất là ngắn và người xin visa thì có thể sẽ bị đánh rớt nếu như mà sắp xếp lộn xộn. À, nhân viên của lãnh sự quán Mỹ cũng đưa ra quyết định chấp nhận hay là từ chối thì cũng rất là nhanh. À, có trường hợp người xin visa thì chưa hiểu nổi là vì sao mà mình bị đánh trượt thì cuộc phỏng vấn cũng đã kết thúc rồi